tục đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Bị Bì Đồng truyền lệnh cho Thánh Long quân đoàn và Hắc Hồ Tông dùng trận hình tốc công tiếp viện, nhất định phải gián đoạn tiết tấu tiến công của đại quân Thiên Đấu. Đường Tam nhận ra cơ hội thúc đẩy đại quân chớp mắt đã qua, bọn họ buộc phải cầm chân bọn chúng nhằm tranh thủ thời gian cho đại quân Thiên Đấu phá vòng vây. Hắn nhanh chóng lao lên không trung rồi sử dụng ánh sáng hải thần. Chứng kiến bóng hình hải thần phía sau lưng hắn, Bì Bì Đồng liền kinh ngạc. Hải thần đại nhân từng nói, lão đã tung hoành Đấu La thủy thế giới hơn ngàn năm, tự sáng tạo ra Hoàng Kim thập tam kích, trước đó đã truyền cho hắn 3 kích. Ngay tại lúc này, hắn lại sử dụng lần nữa uy lực từ chiếu thức đó, hắn đánh ra kích thứ nhất, Bì Bì Đồng cũng vội lấy ra hồn kỹ ngăn cản. Vậy nhưng đáng tiếc, đối thủ mà Đường Tam nhắc tới lại là kẻ khác. Lão ta vừa bị ăn đòn, lại vừa bị Lam Ngân tù lùng nhốt lại một chỗ, lợi dụng thời gian bị khống chế lên tới 8 giây, mọi người liền lao lên. Tiểu Vũ lao tới liên tục bón hành vào mặt đối thủ, vậy nhiều người khác cũng vậy. Chứng kiến phe ta bị đập cho sấp mặt, Bì Bì Đồng liền nhắc nhở thứ huyết Đấu La. Thần kỹ của hắn có thể hạn chế hành động của lão, vậy nhưng lại không thể hạn chế độc. Lão ta nghe vậy liền thực hành tung độc. Độc của bác thế vậy liền nhận ra không ổn rồi, lão nhắc nhở mọi người mau chóng tránh xa. Lời vừa mới dứt, thứ huyết Đấu La đã há miệng phun độc khiến binh lính ở gần đó nằm la liệt dưới đất. Độc Đấu La nhanh chóng lao lên ngăn cản khiến lão ta phải quay sang đỡ đòn. Những người khác cũng nhân lúc này để thoát ra. Trận chiến vô cùng kịch liệt, vậy nhưng sau cùng người chịu thua thiệt vẫn là thứ huyết Đấu La. Bì Bì Đồng phẫn nộ không thôi. Nếu như đám người Thiên Đấu Đế Quốc chấp nhận sự che chở của Vũ Hồn Đế Quốc thì rất nhiều người sẽ không cần thiết phải chết. Đường Tam phản bác, che chở đã là dã tâm và ham muốn cá nhân của Bì Bì Đồng thì có. Chẳng lẽ là nàng định coi cơ hội sống tạm bợ đó là bàn ân? Vậy nhưng hắn không muốn chắp tay dâng lên quê nhà rồi thần phục dưới chân Bì Bì Đồng. Lời này làm cho Bì Bì Đồng cũng phải suy nghĩ, vậy nhưng bây giờ đã không thể quay đầu nữa. Tại chiến tuyến khác, đại quân Thiên Đấu đã phá vòng vây thành công. Đám người Sử Lệ Khắc kiềm chế có hiệu quả rồi, thuận thế xông lên, đám khỉ đột khổng lồ đi trước chịu đòn, binh lính thì đuổi theo phía sau. Vừa truy đuổi vừa phóng cùng tên tiễn cơ số người về với đất mẹ. Cứ tiếp tục như vậy, lính công thành của Thiên Đấu Đế Quốc trực tiếp đẩy lên 20 dặm. Bây giờ chỉ cần xông qua Thánh Long quân đoàn và phòng tuyến của Hắc Hồ Tông thì có thể thẳng đến Sa Lăng Quan. Thánh Long Tông và Hắc Hồ Tông xếp hạng 2 và 3 trong 7 đại tông môn mới. Vậy nhưng bàn về sức chiến đấu tổng hợp lại hơn Tượng Giáp Tông một bậc. Đại sư vô cùng lo lắng, đứng trước quân đoàn của phe địch, quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc cũng phải dừng lại. Hai bên lườm nhau toát lửa rồi bắt đầu động thủ. Phe Thiên Đấu phóng hỏa lực từ xa, bắn thêm một màn mưa tên và nhưng đều không thể làm gì được đối thủ. Bọn chúng nhanh chóng lao lên càn quét. Người của Mẫn Đường chạy tới báo cáo tình hình với Tuyết Băng. Nàng ta cho biết, Đường Tam dẫn đầu chúng cường giả đánh trọng thương quân tiên phòng Tượng Giáp quân đoàn và Phong Kiếm Tông của kẻ địch. Hơn nữa cũng cắt đứt liên lạc giữa binh đoàn trọng kỵ và quân chủ lực của địch, sau đó lại thành công giữ chân Bì Bì Đồng và chúng hồn sư. Tuyết Băng nghe vậy liền vô cùng phấn khích, một người có thể chống đỡ vạn quân, thiếu đi bọn họ thực lực quân địch sẽ chịu hạn chế lớn, thương vong của quân ta cũng sẽ giảm bớt. Vốn dĩ phe Thiên Đấu Đế Quốc kiêng kỵ nhất chính là thực lực hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc, nhất là cùng giả phòng Hào Đấu La do Bì Bì Đồng dẫn đầu. Vậy nhưng hành động lần này của Đường Tam đối với Thiên Đấu Đế Quốc mà nói là cực kỳ quan trọng. Phía trước đại quân cũng có tin tức, đội quân hồn sư và Đường Gia quân phối hợp với nhau, tiêu diệt toàn bộ Nham Linh Tông và Hỏa Bao Tông. Muốn tới cứu viện binh đoàn trọng kỵ, thừa cơ để đại quân bọc đánh từ hai cánh, muốn phát động tổng tiến công với quân chủ lực của kẻ địch. Lão già Vương Thúc ở bên cạnh cho ý kiến, lão nghĩ rằng quân đoàn hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc chắc là chưa hoàn toàn ra hết, bây giờ mà phát động tổng tiến công liệu có hơi sớm hay không. Tuyết Băng cho rằng chiến trường thế cục biến ảo khó lường, cơ hội phản công chỉ trong chớp mắt. Đại sư và Quan Long chắc là muốn thừa dịp bọn người Bì Bì Đồng phân tán lực chú ý, mau chóng ra tay với quân chủ lực của địch. Bây giờ tùy thất đại tông môn đã hao tổn hơn phân nửa, vậy nhưng trong quân đoàn hồn sư của chúng, Hắc Hồ Tông và Thánh Long quân đoàn được xưng là trụ cột chính còn chưa xuất thủ. Sau khi hai tông xuất thủ, bước tiến công của quân ta liền ngừng lại. Bọn họ nghe nói hai tông này đều là hồn sư tinh nhuệ của quân địch, mà Thánh Long quân đoàn càng là xuất thân từ Vũ Hồn Điện trước đó. Trong hai tông này cường giả đông đảo, thực lực tổng hợp rất mạnh, Qua Long lại cho rằng trung tâm chiến trường có vô số cường giả vây quanh, đại quân không thể tùy tiện xông vào. Cách duy nhất là lách qua mà thôi, bọn họ phần lớn là hồn sư hệ cường công, cưỡng ép đột phá sẽ khiến cho quân ta tổn thất nặng nề. Trước mắt, chỉ có thể tạm thời dùng khí giới công thành kéo dài khoảng cách của hai bên rồi tìm phương án phá địch. Tông chủ của hai tông phái này lập tức xuất thủ phá hủy cơ quan. Lúc này thế trận lại một lần nữa nghiêng về phe địch, bọn chúng ồ ạt xông lên. Bây giờ sĩ khí của đại quân Thiên Đấu và trọng điểm chiến thuật đều đặt lên người Đường Tam, chỉ có mau chóng giết chết hắn thì mới có thể chỉnh đốn lại quân uy cho quân đoàn Vũ Hồn Đế Quốc. Vậy nhưng muốn đạt được mục đích này thì nàng ta cần phải sử dụng nhiều sức mạnh hơn. Nói rồi, Bì Bì Đồng cũng sử dụng ra hồn hoàn triệu hoán ra vô số con nhện con tấn công.
Đường Tam nhận định Bì Bì Đông phóng thích những mai chui chính sách này dùng để công kích quân ta, cho nên tuyệt đối không đơn giản, cần phải đề phòng. Quả đúng là như vậy, càng giết chết thì số lượng sinh ra lại càng nhiều. Hóa ra đám nhện này dựa vào khí tức chết chóc của chiến trường là chất dinh dưỡng tốt nhất của mai chù. Hắn thắc mắc, rốt cuộc Bì Bì Đông đang muốn làm gì? Khi nhận ra mục đích thực sự thì đã quá muộn. Mục tiêu của nàng ta không phải đám người bên dưới mà là ngăn cản hắn và đám người xử lý khác thất quái, không cho hắn đi giải cứu và bọn họ cũng không chạy tới tiếp viện được. Bì Bì Đông nhanh chóng sử dụng hồn kỹ thứ 6 khống chế hắn. Áp lực đè lên của cấp bậc 10 vạn năm, ngay cả hắn cũng không thể thoát ra chạy trốn. Đây chính là thực lực của 99 cấp cực hạn đấu lam, kỹ năng đó có thể thôn phệ hết mọi khí tức chết chóc. Nãy giờ chiến đấu liên tục làm hồn lực lẫn tinh thần lực của hắn đều đã xuống cực hạn. Không chờ đợi thêm, Bì Bì Đông cũng tung chiêu nhằm kết liễu Đường Tam. Trong thời khắc nguy cấp đó, Tiểu Vũ liền sử dụng thuấn gì, có lẽ là chạy tới cứu hắn hay sao? Rốt cuộc thì như thế nào? Mời các bạn đón xem tập sau nhé! Video của mình tới đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!